Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 cho biết đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và một số đơn vị khác. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị các nhà đầu tư, tức là bị hại, liên hệ với phòng 4 trên C01 trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 để giải quyết theo quy định. Địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại trực ban 0692 345 860, số điện thoại di động 0918 586 688. Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 tới ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh và những người có liên quan cho mượn sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 đồng một cổ phiếu lên 24.050 đồng một cổ phiếu, tức tăng 64%. Sau đó, ngày 10 tháng 1 năm 2022, nhóm bị can đặt bán 76.769.900 cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu FLC, giá trung bình 22.586 một cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch với số tiền gần 1.700 tỷ đồng, tức chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Hành vi trên làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn trong 8 phiên giao dịch liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư khi mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10 tháng 1, ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong vụ án trên, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết, hai em gái ông Quyết và lãnh đạo tập đoàn FLC. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.